kìa, căn nhà vậy bạn. Nó cái chân ếch á. Nút hết nữa rồi. Nút hết hả? Không hết à, chứ chưa hết, con gắt này nồi lên nữa, không có đâu. Nhả rồi. Không nhả. Muốn tới cái chân chân đầu rồi. Ô này hết nằm xa nha các bạn. Nằm gần là chết luôn mình rồi. À, đuôi nó bị lớn rồi. Mình nó bị lớn. Con gắt này chừng nửa ký hả? Tiếc thiệt, tiếc thiệt. Ô. Khai trương nha các bạn. Coi không biết gì luôn. Bát bự nữa. Quá trời luôn. Ôi rồi chú kia rồi. Cái gà tên đó rồi bạn ơi. Đội tới đó rồi. Xong. Xong một kiếp ếch nha. Nghe chưa? Số nè. Trời ơi, tôi thả hai bôi. Hai con hả? Ồ, ừ. Hai con nữa bạn. Em chi thế nằm bít cái lỗ chứ. Thôi hai con này cũng thả đi. Hai con này thả được. Rồi hôm nay mình chào các bạn nha. Nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm bãi rắn nha bạn ơi. Như thấy bạn vừa thấy rồi đó. Một con rắn cắn hết rắn nước nha bạn. Rắn nó cũng to nha. Nhưng mà nằm xa quá rồi anh em mình bắt không có được. Chứ nằm gần là nó tôi xuyên mạng với hai anh em. Hai con này 2 gram 30 ngàn. Cái đầu tiên tự nhiên em thả 30 ngàn. Một cặp nha bạn. Hai con này được 3 gram chuột. 300 gram chuột. Phải bắt được gắn nước đó là ngon lắm luôn bà. Nằm hơi xa ha. Xui. Nằm gần là xong phim rồi. Thôi. Bởi tao dở lên tao thấy cũng nặng mà sao thấy nó nhỏ. Thấy nằm bít lợp luôn á. Kệ đi. Rồi tiếp theo những cái kia coi nó có khả quan không nha bạn. Rút vô thì ổn không, giả vô đầu cái bóp nè. Rút vô ổn không, giả đầu cái bóp. Chết. Thanh niên đặt bẫy mà không nhớ chỗ, chết luôn mà.
Chín, chín nha bạn. Chín không biết bự luôn à. Chơi con cá à? Ba nghe tên. Trên mình mới bơm xạ xong rồi, thấy bạn thấy không? Xạ lúa hết nha bạn. Lúa cũng cao. Này được chưa, nửa tháng chưa bao? Mười mấy ngày. Cái lúa chỉ mau lắm các bạn ơi. Hồi xưa cánh đồng này nè, toàn là lúa không nha. Rồi bây giờ ta làm kiểu như không có kinh tế nha, không phát cái không có trúng á. Lúa giá không được. Người ta lên giường hết bạn ơi, giường với nuôi cá. Cái gì có giá trị ha. Hai đứa coi, hai em coi con rắn này bự hay nhỏ nè. Tôi luôn cái cười cho đá nha. Con cái gì mày? Ủa à nó. Hí lên, hí lên. Chú nhì nha bạn. Quanh cục. Ồ, ba em. Đấu tiền chuột rồi nha mày. Giờ đi kiếm tiền lúa, chứ tiền tiền tươi. Ba mốt ấy gì thôi chứ mua người ta mua vô biết nhiêu tiền đó. Vậy. Chơi trò chơi mạo hiểm nha bạn. Ôi ôi nó trùng vú. Cuối cùng cũng dính. Sao gần 20 cái bẫy không dính gì, cùng nó dính nha bạn. Thánh thần thiên địa ơi. 20 cái. Châu đó là ba con nha bạn. Con này là con thứ ba nè. Rồi đi mở cái coi. Con chỗ đó mà dính ba con là hiểu rồi. Dính một con 8 gram nha bạn. Thế còn 6 gram. Còn 4 gram. Chắc cùng cái đó. Dính này nó nghĩa thành là nó có 3 thế hệ thằng dính luôn á. Lần sau có dính chắc còn cái ngón tay. Nhưng tiểu. Hên thiệt. Ơi, nãy giờ thăm. Thế rất là rầu. Nó nắp hô màu ra. Thế thui à, lấy vậy. Nghe cái pẹt đó bạn. Ui còn chuột luôn bạn ơi. Bốn em. Hy vọng dài con cá xì nái kìa. Tưởng này đừng cùng vô mà dở lên mà thấy nó gật gật nó cười cười rồi thấy mê rồi nha các bạn. Còn vô mà thấy tè cái mỏ nó chu lắc đầu không mình chết luôn. Bự không bo? Bo nhìn ngắn bự nhỏ mày.
cá xì nái coi. Nhức nào. Thôi mở đi. Mở đâu? Ừ. Tụi quên hả? Ui, cảm giác nó đã quay trở lại rồi nha các bạn. Nói chung là cho các bạn biết ngày bị rắn nó bắp bên lắm, chứ không phải thấy coi clip thì thấy mê thiệt. Nhưng mà không phải cái nào nó cũng có. Như sáng giờ mình đi ba mấy cái vào, ba mấy cái, chỉ có bốn con thôi. Con này là con thứ năm nè. Là đi mấy tiếng đồng hồ mà không có các bạn. Chứ đâu phải là cái nào cũng dính, cái nào cũng dính rắn này rất là nhiều. Chắc làm giàu ngày bẫy rắn luôn rồi. Cái này chỉ hơi giàu thôi chứ không được giàu nhiều. Đó. Thấy bồng rắn phát nản gì chưa? Lên luôn bò. Mấy con có mấy con? Con này nó còn quang bò. Con này mấy gam bò? Ôi ôi, có cái đầu nó kìa bạn. Làm thêm con hay con cái này nữa là ok. Đó. Rồi thôi mình tiếp tục làm vài con nữa. Giờ 4 giờ nha các bạn. Hy vọng tới 5 giờ sẽ thêm một hai con nữa. Chiều nha bạn. Có té thì tắm cũng được. Đó. Tèo đòi được suối, vượt suối. Dở lên con cá xì nái rồi. Chưa khó là nó ra dấu liền. Có dấu tích là thấy nhìn biết liền nha mày. Nặng như bò. Từ từ. Sao chụp được? Chụp được không? Thôi đem qua đây mày. Bơi qua. Bơi nha mày. Ôi trời ơi. Quá trời con rắn rồi. Để tôi đem ra ngoài mạng. Chá nắng. Nó thấy muốn bích lập đúng không? Rồi mở mở lên mở lên mở lên liền. Tiếp tục một cái hàng khủng nữa nha bạn. Con này khủng hơn con vừa rồi nữa. Gõ gõ đi nó chui ra như nhỏm nữa. Bồng cái này mà gắn hoành nó chui ra lọt các bạn. Lưới mà hơi thưa thưa xíu là nó nông ra đây. Lúc trước bị con mém sảy. Con này kéo ra cho cà cà ký. Đó còn muốn. Chẳng chấm ra luôn. Có cái đầu nè bạn. Đây chứ không được cứu. Hả? Không được cứu. Không được à? 80 à, lên lên. Ôi ôi, để cho nằm đất bó. Trời ôi. Để cho nè. Để cho nằm đất coi. Trời ôi. Đó, thấy gì chưa? Còn gì nữa? Mày kẹp, đâu kẹp lên mày kéo ra coi, kéo ra coi. Cũng nhờ, hôm nay cũng nhờ chịu. Cái tiếp hôm kia cũng nhờ chịu. Hai con này khoảng ký rưỡi nha bạn. Cỡ đó không bò? Hơn luôn, cỡ đó hơn á. Trời ơi, coi cái bồng kìa. Để vô cái bồng á. Sự khác biệt rõ ràng luôn.
cục đi rồi đưa tao coi. Cứ nghĩ là bị mớm. Hai nhà hên quá. Rồi. Ui, đã quá. Rồi mình bắt đầu tiếp tục bay. Ui ui ui. Được không? Bự không Nguyễn Du không? Ôi. Có lý nha các bạn. Không thấy gì đâu. Mở ra mới thấy nha. Quá phê. Đã. Ui. Làm hư ba. Phút chào vô ăn chứ không cũng được. Chút xíu nữa là đói nhăn răng rồi. Đúng là tao gom ba cái máy kia về luôn mới được. Hút cuối nó cứu thiệt. Cứu mấy anh em mình nha bạn. Ba con này chắc quá 2,5 kg có hơn. Ừ, quỷ. Hai người. 28. Okay, cho ký gửi. Con này bao nhiêu? Mở này bao nhiêu? Con này cho nó 23 con này 2,1 kg. 2,1 kg. Ký gửi con này 6 bị giá được không? 7 ăn. Ơi, rồi rồi. 21 22. Dạ hai con cho 2,1 kg liền, 2,1 kg cũng được 6,4 kg chứ. Dở gai gắn lại. Bò dở gai gắn lại là ngồi cười cho đã. Ồ, coi lại coi kỹ vậy. Thôi ôi kéo bò này được mấy gam. Ôi nè má tê tay thôi. Ôi ôi nói gì nữa đi. Đừng có đổi thừa, khu chung kia không có đâu, phải tại tao. Tao cũng gán rồi, đợi đi tuần sau tao đi, tao nói cho nghe. Đợi đi nói nghe. Đợi đi không có, tao nói cho nghe. Ui trời ơi. Vô tới. Có tao rồi, giờ đi thêm vài cái nữa về các bạn. Còn không lấy. Còn đâu mà lấy. Ý. Còn. Còn nhập lết nha bạn. Rồi. Chuột còn sống luôn mày. Còn thấy con chuột sống. Thanh niên bị hư quẩy. Gặp mấy chú với bác chiều lại đây. Rồi thôi, giờ đi về bạn ơi. Hôm đó này đặt nay mới dở về dạ. Mấy em. Dạ, nay thăm tình dở lần nãy con dị đó mà với con gà. Bởi mấy bạn nói mày thấy cái đó là cái máy định vị gắn chỗ nào đặt cái đó. Đúng mày đâu mà biết gì, định vị cái chỗ nào. Dạ, từ nãy tôi nói luôn cái máy đó mà ông tao gắn vô đó hay gì không hay. Con gắn rồi đặt dưới coi đi với em. Có được nào chưa? Nãy giờ sáng giờ được mấy con à? Chứ phải máy định vị gắn thôi, chỗ đó có gắn là thôi bắt mẹ chứ, bắt lẹ đặt vô đúng. Cái này máy quay. À, máy quay đúng rồi. Quay YouTube. Chiều ngồi chỗ này nhậu mát mẻ ha. Máy mà chỗ nào có gắn thôi, đủ quay gà bắt mẹ chứ. Rồi thôi, vậy bạn ơi. Đây thăm cũng thêm 7-8 cái nè nha bạn. Rồi, kết thúc.